aan je, hè? Doe wij hem. Ja, maar ik ben geen ding, hè? Nou ja. Nó tự hiện ra, cứ quay ra, có cảnh đẹp thì lấy. Mà nó tự biến luôn hả? Ở cái chân cao nó bị biến luôn á. Đó, tự hiện ra luôn á, đẹp không? Có ăn này kia đang hiền nữa à. Đó như mình đâu có để ý tới bây giờ tự nhiên gặp được quay chứ mình tưởng mây ở đâu nó kéo tới về mây từ đó nó hiện ra nó tạo ra thôi nó tự biến ra từ cái không mà biến ra có đó rồi từ đó mà nó muốn trở về không thì nó phải mưa. Nó tụ lại mây, nó đặt lại thành màu đen. Mây lỏng thì nó màu trắng. Khi mà nó đặt, nó tụ lại mà đen dày đó, thì nó thành mưa. Cho nên cái sinh diệt từ cái không ra đó. Nó thấy không? Tự nhiên nó biến có, nó thấy không? Chứ đâu có tự nhiên nó có. Từ cái không mà biến ra có đó. Này về cho có coi, thích lắm đó. Mình lên trên đây á, mình thấy mấy cảnh gì mình mới biết. Còn chưa đâu đấy tới này. Này gần quá dễ thấy. Mình sống lên trên, hồi lúc lên tới đỉnh núi cao thấy mây còn thấp hơn. Mình sống ở dưới mình đâu có thấy mấy cảnh gì. Mình đâu có để ý. Nó biến ra đó. Hồi lúc coi trống không mà sao nó biến. Hai phút 48 giây rồi đó. Không thế. Lúc cái thôi khoảng 5 phút rồi đó. Trong 5 phút mà sanh diệt nhiều gì đó. Thì lúc biết. Khi chấm cái ổng ha. Cái này là mây lang thang. Có bài hát tựa đề là mây lang thang đó. Rồi đêm lang thang nữa. Giờ yếu giờ thâu giờ thâu nhạc cho luôn. Đó nó tự biến ra tôi thấy không? Từ cái không mà biến ra có. Nhỏ 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 coi nó biến lớn rồi nè. Đó, giờ trứng đó, đó nó lớn lên ha. Đó, biến ngày này càng lớn. Cho nên lúc con ở ngoài không gian á, tôi thấy nó biến ra. Mây bay từ đâu đến đó. Đó. Tự động biến ra đó. Đó. Bầu trời màu xanh, tự nhiên có một đốm mây trắng xuất hiện. Một cái chuyện lạ trên thế gian này. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8, 2015, vào lúc 9 giờ sáng, có một chuyện lạ trên trời, tự mây xuất hiện, tự mây biến ra. Ở phòng 842. Ở phòng 842. Hotel Click Club. Click Club. Ở Snowbird.
từ cái mây ra. Một cái cảnh trên núi. Thấy máy bay bay cả tiếu không? Từ máy bay hay là cái bong bóng về tờ tí lắm, nó bay bay nhỏ 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 nhỏ. Rất là nhỏ. Cứ đẩy đó, đừng nhúc nhích. Nó trong cái cảnh nó luôn, nó về quá chỉ cho nó đâu. Mây đang biến hiện ra, một đám mây màu trắng đang lợt, biến lớn và đậm. Một chuyện kỳ diệu của thiên nhiên, của thiên nhiên trên bầu trời. Trên bầu trời màu xanh tự động biến hiện ra mây trắng. Và kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại kỳ sau. Tôi biến hết luôn rồi, lớn. Bây giờ nó đang biến ra nhiều một lượt luôn á. Mấy đám mây nhỏ nhỏ nó đang biến lên á. Kéo thêm chút nữa đấy. Được rồi. Hồi nãy giờ cũng thấy nhiều lắm rồi. Xin chào, tạm biệt. Bye.